Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong khóa học văn VIP 2K6 để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi sắp tới các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình trong buổi học đầu tiên của chiến dịch tiếp cận ngữ văn lớp 12. Không biết là bây giờ thì các em đã có thể có mặt ở đây chưa? Và nếu như chúng mình đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay rồi thì các bạn đừng ngại ngần mà hãy gửi lời chào tới chị Hiên ngay bây giờ các em nhé. Được không ạ? Hiện tại thì chị cũng đã thấy là có khoảng 30 bạn đang tham gia cùng với chị Hiên ở trong buổi tiếp cận ngữ văn 12 đầu tiên này của chúng mình, buổi đầu tiên, đúng không ạ? Cho em hỏi like có giữ like để xem lại không ạ? Tại em bị trùng lịch học. Rồi nhất trí, chị sẽ xem xét tình hình nhá. Và nếu mà được thì chị sẽ để lại những cái phần video clip để có thể gọi là để cho các bạn có thể chủ động xem lại và ôn tập lại khi mà chúng mình cần. Được không nào? Nên là các bạn cứ bình tĩnh và cố gắng. Chị thì chị vẫn rất mong là các em sẽ cố gắng để chủ động tham gia những cái buổi phát trực tiếp trong chiến dịch tiếp cận ngữ văn 12 cùng với chị Hiên chúng mình nhá. Ok chưa ạ? Xin chào Thảo Nguyên, xin chào Hằng, xin chào Mai An, xin chào Ngọc Trâm, xin chào Hoàng Giang, rất là nhiều bạn 2K6 đang có mặt ở đây cùng với chị Hiên rồi. Và các em đều biết rằng là năm nay nếu mà để chia sẻ thật lòng thì nó là một cái năm cực kỳ khó khăn đối với các bạn 2K6. Tại vì sao mà chị Hiên lại nói rằng là năm nay sẽ là một cái năm khó khăn? Bởi vì các em biết được rằng là năm nay sẽ là cái năm cuối cùng chúng ta thi theo cái cấu trúc đề của chương trình cũ, đúng không ạ? Thế nên thành ra là chị thấy dường như cái áp lực được đặt đè lên rất nhiều trên đôi vai của các bạn. Bởi vì các bạn đang rất băn khoăn không hiểu là bây giờ nếu như năm nay mà mình không thi đậu thì năm sau mình sẽ thi cùng với 2K7 kiểu gì? Trong khi 2K7 là các bạn ấy đã bắt đầu học chương trình mới. Đấy là lý do mà tại vì sao chị lại phải tổ chức những cái chiến dịch tiếp cận ngữ văn 12 sớm như thế này. Bởi vì các em phải biết được rằng là năm nay thực sự là một cái năm rất là đáng lo đối với 2K6 chúng ta đấy ạ. Nếu mà các bạn không chuẩn bị sớm thì đương nhiên là kỳ thi vẫn sẽ diễn ra. Các bạn vẫn sẽ đi thi và cũng có thể là các bạn vẫn sẽ bị rơi vào một cái trường hợp là tôi nhìn đề và tôi chỉ có một cái cảm giác đấy là tôi rất là thất vọng về chính bản thân mình. Tại sao mình lại không học chăm chỉ hơn và xuất phát sớm hơn ngay từ đầu? Vậy nên là nếu như thực sự các em đang cực kỳ sẵn sàng cho việc chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu những cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12 sớm như thế này thì hãy để lại comment em đã sẵn sàng tại đây cùng với chị Hiên nhé. Rồi, xin chào Ngọc Ánh, xin chào Quỳnh Anh. Còn nếu như bản thân các bạn cảm thấy là chúng mình vẫn chưa cần phải học, gọi là chỉ coi nó giống như là một cái cuộc dạo chơi thôi thì cũng không sao hết các em ạ. Chị nghĩ là cái điều đó cũng không sao hết đâu. Bởi vì là các em có thể chủ động gọi là xem chơi chơi thôi, còn chưa cần phải thực sự tập trung cho cái hành trình này. Được không nào? Hoặc nếu không thì mình sẽ dành cái suất đó, cái cơ hội đó cho các bạn khác. Được không ạ? Rồi, Thanh Nga đã sẵn sàng, Quỳnh Anh đã sẵn sàng, Khánh Linh đã sẵn sàng, Hoàng Anh, Phi Long đã sẵn sàng, Tuyết Vi đã sẵn sàng, đúng không ạ? Đào đã sẵn sàng, Minh Thư đã sẵn sàng, Phong đã sẵn sàng, Hoàng Giang, Kỳ Diệu, Kim Hương đã sẵn sàng. Chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À, chúng ta có thể thấy là hầu như là tất cả các bạn có mặt ở trong cái chiến dịch này đều đã sẵn sàng cho hành trình chúng mình sẽ đi cùng với nhau. Và chiến dịch tiếp cận ngữ văn lớp 12 của chúng mình thì sẽ bao gồm có 4 buổi các em nhé. Chúng mình sẽ bao gồm 4 buổi. Được chưa ạ? Và chị rất mong là trong cái tiến trình này thì các em sẽ có thể tiếp cận với những cái tác phẩm đầu tiên là những cái tác phẩm rất quan trọng. Bởi vì các em biết năm vừa rồi là chúng mình thi vào Văn Xuôi, Vợ Nhặt, đúng không? Năm trước chúng ta thi vào gì nhở? Năm trước chúng ta thi vào gì? Năm trước chúng mình thi vào gì? Năm trước chúng mình thi vào Chiếc Thuyền Ngoài Xa.
Thế thì khả năng năm nay liệu rằng có thể vào thơ không? Ồ, chắc chắn rồi, nó là một cái khả năng rất là cao, đúng không ạ? Nó là một cái khả năng rất là cao các em ạ. Vậy nên là cái mục tiêu ở trong chiến dịch 4 ngày này của chúng mình, đây nhá, chị sẽ đưa ra đây để các bạn sẽ cùng với nhau nắm được. Ok chưa ạ? Được không nào? Chiến dịch tiếp cận ngữ văn 12. Và hãy nhớ nha, chúng ta có 4 ngày để đồng hành cùng với nhau. Tất cả mọi thứ ở trong chiến dịch này đều sẽ là hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn nhá. Đều sẽ là hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn. Các em nhá, các bạn sẽ chú ý nhá. Được chưa nào? Chiến dịch tiếp cận ngữ văn 12. Và các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, đó chính là cái mục tiêu của chúng mình ở trong cái chiến dịch 4 ngày này. Đó là thứ nhất, chúng mình sẽ phải nắm được cái gì nhỉ các bạn nhỉ? À, thứ nhất, chúng mình sẽ phải nắm được về cái chương trình tổng quan. Được không ạ? Ngữ văn 12. Và đồng thời, chúng ta sẽ tiếp cận với chúng ta sẽ tiếp cận với gì? À, với bốn tác phẩm thơ. Được không nào? Chúng ta sẽ tiếp cận với bốn tác phẩm thơ các em nhá. Ok chưa nào? À, chúng mình sẽ tiếp cận với bốn tác phẩm thơ. Được chưa nào? Ok chưa ạ? Được không? Được không? Ok không? Được chưa ạ? Ok chưa nào? Thì chúng mình đây sẽ là cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới trong 4 ngày này. Các em nhớ là các bạn nên chủ động chuẩn bị giấy bút để ghi lại các em nhé. Ghi lại tất cả những cái phần nội dung kiến thức được chia sẻ ở trong tiến trình này. Được chưa? Đây sẽ là mục tiêu của chúng ta. Đương nhiên là chị sẽ không thể nào mà đi chi tiết từng phần hay là đi chi tiết tất cả các phần giống như việc chị đồng hành cùng với các em ở trong khóa học đâu, đấy là điều chắc chắn. Thế nhưng mà chị vẫn sẽ làm bằng tất cả nhiệt huyết của mình để các em cảm thấy rằng là cái tiến trình chúng ta tiếp cận với chương trình ngữ văn lớp 12 không khó. Nhá, được không ạ? Và hãy nhớ giúp chị hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Bởi vì năm nay thực sự là một cái năm sẽ rất áp lực đối với 2K6 đấy ạ. Được không nào? Nên là các em hãy cố gắng lên, xuất phát sớm đi để sau này mình không bị rơi vào một cái tình trạng gọi là bơ vơ nữa. Được không ạ? Không bị rơi vào một cái tình trạng là cứ phải lo là phải vào tủ thì tôi mới làm được. Còn nếu không thì tôi sẽ không biết xử lý tất cả mọi mọi vấn đề như thế nào. Đó, kiểu kiểu như vậy nhá. Thế thì ở đây chúng mình sẽ có này, đây là về mục tiêu. Ngày hôm nay nội dung của chúng mình trước tiên sẽ là khái quát. Khái quát về kiến thức nền các bạn nhé, chúng ta sẽ khái quát về kiến thức nền chương trình ngữ văn 12 và cụ thể sẽ là phần kiến thức nền của nghị luận văn học. Hãy nhớ nha, chỉ là khái quát thôi, vậy nên chị sẽ nhắc rất nhanh các bạn nhé. Ở đây chúng mình sẽ có trước tiên là về thơ, thì chúng ta sẽ có đó chính là Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được không ạ? Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Thứ hai là Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Thứ ba là gì ạ? Thứ ba là gì nào? Là Trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Và thứ tư, chúng ta sẽ có bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ngoài ra thì cũng sẽ có một cái bài thơ thuộc trường phái thơ tượng trưng siêu thực. Đó chính là bài thơ Đàn guitar của Locca của nhà thơ Thanh Thảo. Nhưng mà các bạn sẽ chú ý giúp cho chị Hiên. Đó là gì ạ? Đó là bài thơ này thì có rất nhiều tỉnh lại đưa vào, đó là cái chương trình gọi là chủ động học, học thêm thôi. Đấy, được không ạ? Chỉ là học thêm thôi. Vậy nên là các bạn sẽ chú ý giúp chị là bởi vì là cái chương trình, tức là cái kỳ thi
Trung học phổ thông quốc gia của chúng mình nhá. Nó là một cái kỳ thi chung. Đó, được chưa ạ? Nó là một cái kỳ thi chung. Vậy nên là những cái tác phẩm mà nếu như không có gì ạ, nếu như mà những cái tác phẩm mà không có đồng nhất ấy để cùng được học ấy, thì cái khả năng là nó sẽ không có xuất hiện ở trong đề thi trung học phổ thông quốc gia đâu ạ. Đó, khả năng rất cao. Vậy nên là chúng mình trước hết là chị muốn là chúng mình cứ cứ yên tâm cái điều đó giúp chị nhá. Được không ạ? Thì đấy là về thơ, bốn tác phẩm thơ. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có về văn xuôi các bạn nhé. À, về văn xuôi thì lại chia ra thành các cái thể loại. À, trước tiên là truyện ngắn này. Thì chúng ta sẽ có những cái tác phẩm như là, thứ nhất, đó là gì ạ? Vừa thi xong, Vợ Nhặt này. Đúng không ạ? Của Kim Lân này. Gì nữa nào? Vợ Chồng A Phủ này. Của nhà văn Tô Hoài này. Được không ạ? Tiếp theo là gì ạ? Chiếc Thuyền Ngoài Xa này. Chiếc Thuyền Ngoài Xa này. Của nhà văn Nguyễn Minh Châu này. Được không ạ? À, sau đó là Rừng Xà Nu này. Của nhà văn Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành. Được không ạ? Ok chưa nào? À, chúng ta sẽ có thêm những một cái tùy bút. Một cái tùy bút mà chúng ta đều thấy rằng là đa số các bạn ấy đều cực kỳ sợ. Tại vì sao mà các bạn ấy sợ? Chị nghĩ là không phải vì nó khó đâu, mà có thể là bởi vì dung lượng kiến thức của nó dài. Thế nên chính vì cái điều đó mà chúng ta bị rơi vào một cái trường hợp chúng ta rất sợ tùy bút này. Tùy bút Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhưng các em ơi, nếu như các bạn đã học về sông rồi thì chị tin chắc chắn một điều, đó là gì ạ? Đó là các bạn sẽ thấy rằng cái bút ký này nó sẽ còn khó hơn rất nhiều so với tùy bút Người Lái Đò Sông Đà. Được không ạ? Các em nhá, đó chính là Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông. Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Bài này khó lắm, nói thật luôn đấy. Không phải là bởi vì chị dọa các bạn đâu, nhưng mà nó khó thật. Được không ạ? Thực sự luôn đấy, nó khó thật các em nhá, bút ký này. Và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng sẽ có một cái áng văn chính luận. Được không ạ? Văn chính luận, đó là Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được không ạ? Và bên cạnh đó chúng ta cũng có một cái kịch bản kịch. Đó là gì ạ? Đó là Hồn Chương 3, Ra Hàng Thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Thì các bạn sẽ nhớ giúp chị là bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái chuyện ngắn nữa. Đó là Những Đứa Con Trong Gia Đình. Thì cái tác phẩm Những Đứa Con Trong Gia Đình này nó cũng sẽ, được không ạ? Nó cũng sẽ ở trong một cái tình trạng đó là có nhiều sở, nhiều tỉnh á, thì đưa cái bài này vào chương trình đọc thêm thôi. Đấy là lý do vì sao mà nếu như trong một cái kỳ thi chung như là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì cái tác phẩm đó nó khá là khó vào. Thì các em hãy nhớ giúp chị rằng là đối với câu nghị luận văn học, hay nói cách khác chính là cái câu chiếm tới tận 5 điểm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia ấy, thì các bạn phải nhớ giúp chị đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ chỉ ôn những cái tác phẩm nhá. Chúng ta sẽ chỉ ôn những cái tác phẩm thuộc nền văn học Việt Nam hiện đại thôi. Đó là cái dung lượng kiến thức mà các bạn sẽ cần phải chú ý. Được chưa? Ok chưa? Nhá, được chưa ạ? Bởi vì có rất nhiều bạn còn học cả văn học nước ngoài, các kiểu, các thể loại. Thế nên chị mới bảo là cái trước tiên á, khi mình bắt đầu học bất cứ một thứ gì á, thì bao giờ mình cũng nên tự cho chính bản thân mình một cái góc nhìn tổng quan, xem là đối với một cái đề bài như thế thì tôi cần phải ôn những cái gì. Hay nói cách khác là đối với những cái dạng đề liên quan tới nghị luận văn học chẳng hạn, thì tôi cần ôn những tác phẩm nào, thì tôi sẽ thấy là cái đường đi của tôi sẽ rõ hơn rất 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 là nhiều. Được không ạ? Đường đi sẽ rõ hơn rất là nhiều. Nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Đường đi sẽ rõ hơn rất nhiều. Giống như kiểu là chúng mình có được một cái tấm bản đồ và chúng mình biết là sẽ phải đi như thế nào. Các em ơi, các em có hiểu cái phần này không? Tức là chị đang vẽ cho các bạn một cái bức tranh tổng quan
Và ở trong cái bức tranh tổng quan này thì các em sẽ thấy được về cái dung lượng kiến thức nền mà chúng ta cần phải nắm được. Ok không ạ? Nhất trí không ạ? Được không ạ? Ok nhá, được nhá, chốt nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần đầu tiên, với cái tác phẩm ngày hôm nay mà chị muốn các em sẽ cùng với chị tiếp cận. Được không ạ? Đó là tiếp cận. Được không ạ? Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được chưa nào? Chị cũng có chuẩn bị một cái phần slide riêng dành cho cái chiến dịch này. Đương nhiên là khi mà các bạn tham gia cùng với chị Hiên ở trong các cái khóa học VIP nhé. Các cái khóa học hiện tại thì chị Hiên chỉ có duy nhất một khóa học dành cho các bạn 2K6 thôi. Thì các em cũng sẽ chú ý giúp cho chị, đó chính là đương nhiên là ở trong các khóa học thì bao giờ những cái slide nó cũng sẽ chỉnh chu hơn rất là nhiều. Được không ạ? Bao giờ nó cũng sẽ chỉnh chu hơn rất nhiều. Vậy nên là các bạn sẽ chú ý là không phải nói như thế. Là cái phần slide ngày hôm nay chị chuẩn bị cho các bạn là không chỉnh chu các em nhé. Nó vẫn chỉnh chu như thường, bởi vì cách làm việc của chị từ trước đến giờ thì đã không làm thì thôi. Mà đã làm thì phải chỉnh chu nhất có thể nhá. Vậy nên các em cứ yên tâm là tất cả những cái thông tin chị đưa cho các em ngày hôm nay đều là những thông tin cực kỳ chính xác và cũng rất là hữu ích đối với các bạn. Ok chưa? Thế thì khi mà chúng ta bắt đầu tiếp cận với bất cứ một cái văn bản nào, chứ không nói riêng gì đến Tây Tiến, phải không ạ? Thì các em sẽ thấy rằng là gì ạ? Các em sẽ thấy rằng là bao giờ chúng ta cũng sẽ phải tiếp cận đến gọi là người khai sinh ra cái tác phẩm đó, cha đẻ của cái tác phẩm đó, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như nói về người khai sinh ra cái tác phẩm đó, đúng không? Thì chắc hẳn rằng là các bạn sẽ đều có thể biết được đó là chúng ta cần phải làm gì nhỉ? À, chúng mình sẽ cần phải tìm hiểu về tác giả. Phải chưa nào? Đúng không? Thế thì khi mà chúng mình gọi là thiết kế những cái phần tài liệu thì các em nhớ giúp chị là chúng mình nên tư duy theo trước tiên là tìm hiểu về tác giả và sau đó là về tác phẩm. Thì ở trong tác giả ở đây thì các bạn sẽ để ý là chúng ta sẽ thường đi theo thứ nhất đó là về tiểu sử con người, tức là về đặc điểm tính cách ấy, về quá trình trưởng thành ấy, được chưa ạ? Và thứ hai đó là chúng ta sẽ có về gì nhỉ các bạn nhỉ? À, sự nghiệp sáng tác. Cái này rất quan trọng nhá, sự nghiệp sáng tác. Cái này đặc biệt quan trọng nhá. Còn về tác phẩm thì thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác, hay nói cách khác là những cái thông tin liên quan đến tác phẩm. Được không ạ? Nó có thể là hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ và mục đích sáng tác, vân vân, tức là những thông tin liên quan. Và cái thứ hai này, cái này siêu quan trọng luôn các em ơi. Các em có biết đó là gì không ạ? Đó chính là về nội dung tác phẩm. Thì ở trong nội dung tác phẩm này chị vẫn khuyến khích nhá, là các bạn nên tìm ra được những cái vấn đề chính. Và cụ thể là ở trong thơ ấy, thì những cái vấn đề chính này nó sẽ thường được biểu thị qua gì ạ? Nó sẽ được biểu thị qua bố cục của cái bài thơ đấy. Đó, tức là ví dụ người ta sẽ chia ra là về nội dung tác phẩm là mình sẽ xét theo là bố cục. Tức là ví dụ như là đối với một bài thơ này thì 10 câu thơ đầu là thể hiện một nội dung chẳng hạn. Đấy, thế thì chúng ta sẽ có là 10 câu thơ đầu chính là cái nội dung chính thứ nhất. Các em có hiểu ý chị không ạ? Các bạn chú ý giúp chị là như vậy nhá. Các em chú ý giúp chị là như vậy nhá. Được chưa nào? Hãy nhớ là khi chúng ta tiếp cận với bất cứ tác phẩm nào thì chúng ta cũng nên tiếp cận theo hướng này. Còn nếu như bản thân các bạn thực sự là muốn làm nó chỉnh chu hơn thì các em có thể thiết kế thêm cả những cái phần ngữ liệu mở rộng nữa. Được không ạ? Thì cái này chị nếu như có thời gian ở trong những cái chiến dịch tiếp theo thì chị Hiên sẽ nói sâu hơn nhá. Còn trọng tâm ngày hôm nay thì các em đều biết rằng là cái mục tiêu của mình đó là tiếp cận. Đúng không ạ? À, cái mục tiêu của chúng mình đó là tiếp cận. Phải không nào? Và chính bởi vì mục tiêu của chúng ta là tiếp cận, vậy nên chúng ta sẽ có một cái gì ạ? Chúng ta sẽ chủ yếu là tìm hiểu về những cái vấn đề ở phía trên.
Còn ngữ liệu mở rộng thì như chị Hiên có hứa hẹn đấy, thì chúng mình cứ chờ đợi có cơ hội thì chúng ta sẽ chia sẻ. Hoặc nếu không, những bạn nào tham gia được trong khóa học VIP cùng với chị thì chúng ta sẽ chia sẻ những điều đó với nhau nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần đầu tiên, đó là tiếp cận tây tiến của Quang Dũng. Nhớ nha các em ơi, các bạn có thấy khoa học không ạ? Có gì khó hiểu đối với các em trong cái tiến trình mà chị vừa trao đổi vừa rồi không ạ? Các em có thấy có gì khó hiểu không ạ? Chúng mình có thấy có gì khó hiểu không? Nếu mà không có gì khó hiểu thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến tiếp cận tây tiến của Quang Dũng luôn nhá. Thì các em cũng biết được rằng là trong cái khi tiếp cận thì chúng ta sẽ tiếp cận theo những cái hướng ở trên này. Vậy nên thành ra là chị đã chuẩn bị một cái phần slide để có thể chia sẻ, tiết kiệm thời gian nhất có thể cùng với các em. Được không ạ? Ok chưa nào? Không cần phải học dài dòng đâu, cứ ngắn gọn thôi, nhưng quan trọng là hiệu quả nhá. Các em thân mến, có thể nói rằng giai đoạn từ năm 1945 cho đến năm 1954, đây là một cái giai đoạn mà dường như văn học Việt Nam đã có được một cái cuộc lột xác vô cùng kỳ diệu, đúng không ạ? Và bản thân các bạn đều có thể thấy rằng đó là bước đến cái giai đoạn này thì đa số những cái người gì ạ? Đa số những cái người nghệ sĩ á, họ đều đã tiếp nhận được cái ánh sáng lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Và đó là lý do vì sao mà họ đã trở thành những cái vừa là người nghệ sĩ nhưng cũng là vừa là người chiến sĩ đấy ạ. Đúng không ạ? Và ở cái giai đoạn này thì họ đã chân thành đem cái ngòi bút của mình để phụng sự cho cách mạng. Và có lẽ cũng chính bởi điều đó mà ở trong giai đoạn từ 45 tới 54 là giai đoạn của thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là cái thời điểm mà những người nghệ sĩ viết rất là nhiều về người lính. Đúng không ạ? Viết rất nhiều về người lính. Viết về tình yêu quê hương, đất nước, đúng không? Viết về những cái điều mà chúng ta có thể thấy rằng là đến bây giờ, mỗi lần chúng ta đọc lại, chúng ta cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Bởi vì chúng ta nhận ra là cái nền độc lập mà chúng ta đang có ở thời điểm hiện tại á, thì ra nó đã được đánh đổi bằng rất nhiều những mồ hôi, xương máu của thế hệ cha ông và thế hệ cha anh đi trước. Chị vẫn còn nhớ có một lần chị được đến thăm ngã ba Đồng Lộc. Và ở đó thì chị có được nghe câu chuyện. Khi đó thì đoàn của trường chị rất là may mắn khi mà nhận được cái sự đón tiếp của gọi là một bác giám đốc khu quản lý, gọi là gì ạ, giám đốc quản lý cái khu di tích đó. Thì bác ấy có kể một cái câu chuyện về 10 cô gái thanh niên xung phong. Và không chỉ là câu chuyện của 10 cô gái thanh niên xung phong mà đó còn là những câu chuyện của những con người mà tham gia, tức là họ sống ở trong thời điểm đất nước ta, trong những cái năm tháng bom đạn và chiến tranh. Họ đã không, tức là đối với bản thân của họ lúc bấy giờ thì cái việc mà họ cảm thấy thiêng liêng nhất đó là được hiến dâng sinh mệnh của mình cho đất nước, cho tổ quốc. Đối với họ, đó là điều mà họ hạnh phúc nhất. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy mà liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã từng viết những cái dòng nhật ký rằng là cái chết đến dễ dàng giống như việc ăn một bữa cơm. Và cũng đã có rất nhiều những người nghệ sĩ từng tỏ bày rằng chúng tôi đã đi không tiếc đời mình. Nhưng những tuổi 20 làm sao không tiếc? Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc? Hay cũng đã có đôi lần tự bạch rằng ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ, như cha, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Và để rồi thế hệ của chúng ta ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta càng tìm hiểu về thơ ca trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ và gian khổ ấy, thì chúng ta lại càng thêm trân trọng nền độc lập ở thời điểm hiện tại mà chúng ta đang có. Vậy nên khi mà đọc những vần thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, lại thêm một lần nữa những cái niềm xúc động bồi hồi về những năm tháng đã đi qua của cả một dân tộc với biết bao nhiêu đau thương, nhưng đi cùng với đó cũng là biết bao nhiêu tự hào, đã thêm một lần nữa dường như sống dậy.
Và chúng ta không chỉ cảm nhận được về những cái năm tháng đó, mà bản thân chúng ta còn cảm nhận được về gì ạ? Hình ảnh của những con người còn rất trẻ, chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi thôi. Họ ra đi với biết bao nhiêu những mong nhớ của mẹ, của những người yêu thương. Để rồi có một người nghệ sĩ đã từng viết rằng là: đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe xỉu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Thế nhưng mà hình ảnh đất nước ấy chính là được dựng xây nên bởi chính những cái con người đã dũng cảm ngã xuống và đem tất cả những gì là tuổi trẻ, những gì là hạnh phúc, những gì là ước vọng để lên đường ra mặt trận và quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước, cho tổ quốc. Và bài thơ Tây Tiến là một bài thơ đã làm nên tên tuổi của Quang Dũng. Bài thơ Tây Tiến đã thực sự trở thành một cái ngòi nổ để rất nhiều bạn đọc biết tới người nghệ sĩ này. Và để rồi chúng ta cứ bị cuốn theo gì ạ? Chúng ta cứ bị cuốn theo những cái cảm xúc của một khúc độc hành của nỗi nhớ thương, để chúng ta biết rằng là thì ra giữa những cái năm tháng mưa bom bão đạn ấy vẫn có những cái điều đẹp đẽ vô cùng ở hình ảnh người lính. Đó là một cái tâm hồn hào hoa, lãng mạn. Đó là một cái tình đồng chí đồng đội đẹp vô cùng. Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là có lẽ cũng chính bởi những điều giản dị như thế mà Tây Tiến đã trở thành một tác phẩm nếu như chúng ta đã học thì rất khó chúng ta có thể quên đi. Các em nhá. Vậy thì cái cách đầu tiên để chúng ta có thể bắt đầu tiếp cận với một tác phẩm, chị cho rằng chúng ta cần phải làm cho đầy cái cảm xúc ở trong trái tim của các em đã. Văn học nó là một cái môn học đặc thù lắm. Nó không giống như là toán lý hóa, giống như việc là kiểu như là các bạn có những cái công thức cụ thể và rõ ràng á. Văn học để có thể tiếp cận được với nó thì các bạn sẽ cần một cái trái tim với một cái cảm xúc rất là đầy. Thì đôi khi chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta có thể sẽ thấy rằng là chính chúng ta cũng cảm thấy vui, cũng cảm thấy buồn, cảm thấy uất hận, oán giận, hậm hực, hạnh phúc, tất cả những cái cảm xúc của nhân vật, tất cả những cái cảm xúc được truyền tải qua văn bản. Đó chính là những cái điều mà chúng ta nên và cần làm đầy cho mình trước tiên. Được không ạ? Có lẽ buổi ngày hôm nay thì chị sẽ nói hơi dài một chút xíu về cái phần đấy. Thế nhưng mà chị thì chị rất là mong rằng là các em có thể chủ động làm đầy cho cảm xúc của mình các bạn nhé. Chị rất mong mỏi điều đấy. Vì khi các em đã thực sự sẵn sàng và làm đầy cho cảm xúc của mình thì cái tiến trình mà các bạn gì ạ, các bạn tiếp cận với các tác phẩm sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Được chưa nào? Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với đây nhé. Đây, Tây Tiến, khúc độc hành của nỗi nhớ thương. Được chưa ạ? Khúc độc hành của nỗi nhớ thương. Ở đây này, các bạn có thể thấy trước tiên vẫn sẽ là tác giả. Các em nhìn thấy Quang Dũng là một người nghệ sĩ như thế nào ạ? Các bạn thấy như thế nào? Rất là điển trai đúng không? Các bạn có thấy Quang Dũng là một người nghệ sĩ cực kỳ điển trai không? Mũi cao này, đúng không ạ? Mặt vuông vức chữ điền này, lông mày rậm này, đôi mắt sâu này. Có một cái điều gì đấy toát lên một cái vẻ tài hoa và nghệ sĩ, đúng không ạ? Có một cái điều gì đó toát lên, đó chính là cái vẻ tài hoa và nghệ sĩ ở người nghệ sĩ này, đúng không nào? Và quả thực chúng ta thấy được rằng là cái sự tài hoa nghệ sĩ đó đã được thể hiện vô cùng rõ ở trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, các em nhé. Nhà thơ Vân Long đã từng đưa ra nhận định rằng nhà thơ Quang Dũng như bóng mây qua đỉnh Việt và là một áng mây bay qua sông núi nước Việt. Mây Quang Dũng bay đến đâu, hoa lá cỏ cây và núi sông như có hồn theo đến đấy. Các bạn thấy không ạ? Rất là hay luôn, đúng không nào? Và có thể là trước đấy chúng ta chưa từng tiếp cận với tác giả này
Thì ngày hôm nay nếu như mà có một cái cơ hội như vậy thì các bạn có thể chủ động ghi nhớ luôn những cái nội dung kiến thức này. Và nếu như mà ở trên lớp, nếu như mà cô giáo có hỏi để lấy những cái điểm cộng thêm ý, thì chị nghĩ rằng là những cái phần kiến thức mà chị Hiên cung cấp ở đây là những phần kiến thức cực kỳ cần thiết cho các em đấy nhá. Thì ở đây chúng mình sẽ có này, nhà thơ Quang Dũng. À, chị sẽ biến cái phần này nhá trở thành một đoạn văn luôn. Thế thì biến trở thành một đoạn văn để làm gì ạ? Để các em dùng cho mở bài luôn chứ còn gì nữa. Được không nào? Để các em mở bài luôn chứ còn gì nữa. Hoặc là để các em viết luận điểm một trong cái cấu trúc của bài nghị luận văn học ý. Không biết là ở đây thì các em đã đều nắm được cấu trúc của bài nghị luận văn học chưa? Các em nhớ này, đó là khi mà chúng ta làm bất cứ một cái đề văn nào thì các em cũng phải biết được là nó thuộc dạng gì. Và đối với cái dạng như vậy thì trong bài văn của chúng ta về mặt bố cục thì cần phải có các ý như thế nào các em nhé. Được chưa ạ? Chứ các bạn đừng viết bừa nhé. Chị thấy là ở đây có rất là nhiều bạn hay viết theo cảm tính, hay viết theo cảm xúc. Cứ nhìn thấy đề, chả biết đề người ta còn chưa chắc là đã đoán đúng cái đề, tức là cái mong muốn người ta cần mình yêu cầu là gì. Cứ thế cứ nhìn thấy đề cái vào Tây Tiến lao vào viết, 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 viết như chưa từng được viết. Và cuối cùng là gì ạ? Ừ thì viết dài đấy, nhưng mà điểm không cao. Và đến lúc đấy lại bảo là chả hiểu kiểu gì mà mình viết như vậy mà điểm không cao. Nhưng các em ơi, tất cả mọi vấn đề xảy ra đều phải nhìn nhận lại bản thân của mình trước các em nhé. Các bạn đều cần phải gì ạ? Các bạn đều cần phải tự nhìn nhận lại bản thân của mình trước. Bởi vì có chắc là các em đã viết đúng bố cục không? Có chắc là các bạn đã sắp xếp các ý một cách hợp lý không? Và có chắc là các bạn không bị mắc lỗi diễn đạt không? Nên các em ơi, các bạn đừng có tự tin thái quá rằng tại sao tôi viết đúng như thế, nhiều như thế, dài như thế, hay như thế mà gì ạ? Mà lại không được điểm cao. Ừ thì dài đấy, ừ thì hay đấy, nhưng có đúng không? Có đủ không? Thì là cái lý cả là cái mà mình cần phải nhắc đến đầu tiên đó. Được chưa nào? Thế thì ở đây chúng mình sẽ có Quang Dũng này. Trước tiên là chị sẽ gạch các ý trước và sau đấy thì chị sẽ chuyển thể cho các bạn thành một cái đoạn văn để các bạn có thể dễ nắm được nhá. Ok chưa ạ? Thì ở đây chúng mình sẽ có này, trước tiên nói về con người Quang Dũng thì chị rất muốn nhắc các bạn tới một ý duy nhất thôi. Đó là đây là một con người rất là đa tài. Hãy nhớ nha, keyword của chúng mình là đa tài. Được chưa ạ? Hãy nhớ nhá, keyword của chúng mình là đa tài. Có nghĩa là gì ạ? Đa tài ở đây được thể hiện qua việc là làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc. Thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Thế nhưng Quang Dũng lại được bạn đọc biết đến trước tiên với tư cách của một nhà thơ các em nhá. Được chưa ạ? Thấy không? Đã điển trai thì đừng, đúng không ạ? Đã điển trai xin đừng đa tài. Nhưng mà ở đây thì Quang Dũng thì đã điển trai mà lại còn đa tài nữa. Nhớ nhá, key đầu tiên này, nhớ giúp chị Hiên nhá. Đây ạ. À, tiếp cận trước tiên là tác giả. Một nhỏ tác giả. Nhớ giúp chị nhá. Đa tài. Ok chưa ạ? Đa tài nhá. Làm thơ này, viết văn này, vẽ tranh này, soạn nhạc này, thứ gì cũng làm giỏi cả. Đó, ok chưa nào? Thứ gì cũng làm giỏi cả. Được chưa? Thứ hai, chúng ta sẽ thấy là nói về cái sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Quang Dũng thì các bạn sẽ thấy đó là Quang Dũng thường viết về đề tài người lính và quê hương. Quê hương xứ đoài mây trắng của ông á. Tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm. Em có bao giờ em nhớ thương? Đúng không ạ? Rồi, và bên cạnh đấy chúng ta sẽ có đặc điểm về hồn thơ của người nghệ sĩ này. Đúng không nào? Thì chúng ta thấy rằng là giống như mỗi loài chim ở lại với đời nhờ tiếng hót, hay là mỗi loài hoa ở lại trong cuộc đời bằng những cái hương thơm rất riêng,
thì có lẽ điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ chính là cái giọng nói của riêng mình. Thì cái giọng nói của riêng nhà thơ Quang Dũng ở đây là một cái hồn thơ hồn hậu. Hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa các bạn nhá. Nhớ bốn ý này giúp chị: hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Được chưa? Và một cái cuối cùng ở đây, đó chính là một nhà thơ chiến sĩ. Đó, chỉ cần bốn ý này thôi. Xong bắt đầu là mình từ bốn cái ý này mình có thể chủ động khai triển thành một cái đoạn văn. Được không ạ? Và một cái đoạn văn chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng như thế này. Đó là trong nền văn học Việt Nam hiện đại hay là trong nền thơ ca kháng chiến. Đó, được không ạ? Quang Dũng được bạn đọc biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài. Được không ạ? Được không ạ? Làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc. Thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Thế nhưng Quang Dũng vẫn được bạn đọc biết đến trước tiên với tư cách của một nhà thơ. Đó, ok chưa ạ? Ví dụ với một cái câu đấy, mình có thể triển khai được theo cái hướng như thế này. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, hay là trong nền thơ ca kháng chiến, hay là gì ạ? Ở trong nền thơ ca cách mạng, thì Quang Dũng được bạn đọc biết tới, hay là gì ạ? Trong nền thơ ca kháng chiến chống Pháp, trong nền văn học Việt Nam hiện đại thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tức là các em sẽ có rất là nhiều những cái cách dẫn các bạn nhé. Các bạn sẽ có rất là nhiều những cái cách dẫn. Đó, thì với một cái ý đầu tiên đấy, trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Quang Dũng được bạn đọc biết đến với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài, làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc. Thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Thế nhưng Quang Dũng vẫn được bạn đọc biết đến trước tiên với tư cách của một nhà thơ. À, được không ạ? Đề tài mà người nghệ sĩ này thường hướng đến trong tác phẩm của mình là người lính và quê hương xứ đoài mây trắng của ông. Đó, được không ạ? Là đề tài người lính và quê hương xứ đoài mây trắng của ông. Đó, được chưa? Và Quang Dũng mang trong mình hồn thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn, tài hoa. Đó, và ông là nhà thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp giai đoạn đầu. Ví dụ là như vậy. Có nghĩa là cái quan trọng khi mà chúng mình tiếp nhận những cái phần nội dung kiến thức nền thì các em đừng bao giờ để cho mình dừng lại ở việc là mình sẽ chỉ ghi nhớ, mà các em nên chủ động để làm gì ạ? Các bạn nên chủ động để có thể diễn đạt lại cái những cái ý mà chúng ta có ấy bằng một cái đoạn văn, bằng chính lời văn của các em, thì nó sẽ trở nên hữu dụng hơn rất là nhiều. Và với những cái phần dẫn như vậy thì các em thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động sử dụng, cắt ra để làm mở bài, để viết luận điểm số 1, hoặc thậm chí là xen lồng những cái nội dung này, đúng không ạ? À, vào trong cái phần phân tích của chúng ta để làm cho cái bài phân tích của chúng ta trở nên chặt chẽ hơn. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Được chưa? Thì đấy là về tác giả. Các em ơi có dễ nhớ không ạ? Hãy ghi nhớ bằng từ khóa.
Và sau đấy thì chúng ta sẽ có thể gì ạ? Sau đấy chúng ta có thể viết lại thành một đoạn văn. Và đây là cái cách chị định hướng cho các bạn. Các bạn có hiểu không ạ? Chúng mình có hiểu không nào? À, trước tiên là về tác giả là như vậy nhá. Chúng ta sẽ có hai nhỏ tác phẩm. Và đương nhiên rồi, cái ý đầu tiên sẽ là những cái thông tin liên quan tới, gọi là thông tin tác phẩm đấy ạ. Được chưa nào? Thì ở trong phần thông tin tác phẩm này, chúng mình sẽ có gì nhỉ? À, chúng mình sẽ có hoàn cảnh ra đời này, xuất xứ này, mục đích sáng tác này. Đó, và những cái thông tin liên quan khác nữa. Các em nhá, hãy nhớ rằng là đây là cái phần, đây là cái nội dung, đây là chiến dịch định hướng. Được không ạ? À, đây là chiến dịch định hướng. Nên thành ra là chúng ta cũng sẽ xác định rõ ràng với nhau là cái đó để sử dụng làm gì, để sử dụng như thế nào và chúng ta nên triển khai ra sao, ghi nhớ ra sao, thì đấy sẽ là những cái phần mà chúng mình sẽ cần phải chú ý giúp cho chị Hiên. Được không ạ? Đó sẽ là cái phần mà các bạn sẽ cần phải chú ý giúp cho chị nhá. Rồi, đây chúng ta sẽ có những thông tin về bài thơ Tây Tiến. Thế thì khi mà nhắc đến cái cụm từ Tây Tiến á, thì các em sẽ tò mò về cái gì? Hay là bản thân các bạn có tự đặt ra một cái câu hỏi rằng là vậy thì Tây Tiến là gì không? À, có bao giờ các bạn tự đặt ra một cái câu hỏi rằng Tây Tiến là gì không ạ? Hay là ví dụ như là Việt Bắc là gì? À, được không? Sóng thì rõ ràng rồi. Đúng không ạ? Đất nước thì rõ ràng rồi. Thế nhưng mà đối với những cái danh từ riêng như là Tây Tiến và Việt Bắc thì có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là Tây Tiến là gì, Việt Bắc là gì? Hay sau này ví dụ chúng ta học đến vợ Nhật, chúng ta tự hỏi vợ Nhật là gì? Đấy, kiểu kiểu như vậy. Có bao giờ các bạn tự đặt ra những cái sự tò mò riêng của mình như vậy khi mà chúng mình tiếp cận với những cái tác phẩm này không ạ? À, nếu mà không thì chị nghĩ là bây giờ khi tiếp cận với bất cứ một cái tác phẩm nào ạ, thì các bạn cũng nên tự hình thành cho mình những cái thắc mắc. Bởi vì chính những cái thắc mắc đó nó sẽ là một chiếc tàu bay đưa các em đi đến rất xa nhá, tức là rất sâu và rất xa, chắc chắn sẽ là như vậy. Còn nếu như mà chúng ta chỉ đơn thuần dừng lại ở việc là cứ học thôi, cứ kiểu học 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 thôi, thì chị nghĩ rằng là cũng sẽ khá là khó để chúng ta có thể đi sâu được, bởi vì bản thân các bạn không không có tự lập luận nha, được không ạ? Bởi vì bản thân các bạn không có tự lập luận và các bạn không có đưa ra được được cái đó. Các bạn không có làm tốt được cái đó, các bạn không có đi tìm hiểu sâu về cái đó, không có cái sự lật lên lật xuống, nhìn bên này nhìn bên kia, quan sát từ nhiều góc độ, thì làm sao những cái phần phân tích của mình có thể sâu và hay được, đúng không ạ? Chị chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy thôi, được chưa nào? Thế thì ở đây á thì chúng mình cũng sẽ có các bạn nhé, ở đây thì chúng mình cũng sẽ có những cái nội dung liên quan tới Tây Tiến, và đương nhiên nội dung đầu tiên sẽ là cái sự ra đời của bài thơ này. Được không ạ? Chắc chắn là cái điều đầu tiên sẽ là cái sự ra đời của bài thơ này. Các em nhá. À, được không nào? Chắc chắn là cái điều đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu sẽ là sự ra đời của bài thơ này. Bởi vì bên cạnh cái nội dung về tác giả là cha đẻ, đúng không ạ, của đứa con tinh thần ấy, thì cái năm tháng nó ra đời, tức là năm sinh á, đúng không ạ? Như chúng ta nói là năm sinh đấy của một người thì bao giờ cũng sẽ ảnh hưởng tới cái thế hệ của họ, giống như kiểu là thế hệ Gen Z, đúng không ạ? Bây giờ thì các bạn có những cái đặc điểm rất là khác. Còn trước thì ví dụ như thế hệ 9X thì cũng lại có những cái đặc điểm rất là khác, phải không ạ? Thì ở đây bài thơ Tây Tiến ra đời trong cái năm nào thì năm đấy nó cũng sẽ có một cái bối cảnh lịch sử rất là riêng, và bao giờ thì cái điều đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng và chi phối tới tới nội dung mà, đúng không ạ? Chắc chắn là như vậy nhá. Thì ở đây chúng mình sẽ có này. Năm 1947, một con người vô cùng điển trai hào hoa như Quang Dũng đã gia nhập binh đoàn Tây Tiến. Và ở đây thì ông đã từng giữ chức đại đội trưởng các bạn nhé. Có thể nói rằng là đây là cái binh đoàn đầu tiên mà Quang Dũng tham gia. Được chưa ạ? Thế nên là chúng ta bảo bao giờ cái gì đầu thì nó cũng sẽ gây ấn tượng, đúng không? Mối tình đầu này. Phải không ạ? Cái gì đầu thì cũng sẽ thường gây ấn tượng nhá. Thế đến năm 1948 thì
ông ấy đã phải điều chuyển sang công tác sang đơn vị khác. Đó, và cũng trong cái năm đó thì Quang Dũng có tham gia đại hội thi đua ở làng Phù Lưu Chanh. Lúc bấy giờ là cái thời điểm mà Quang Dũng rời xa binh đoàn của mình chưa lâu. Và ở cái thời điểm đấy thì biết bao nhiêu những cái nỗi nhớ thương về những người đồng chí, đồng đội của mình đã thúc giục Quang Dũng viết bài thơ Tây Tiến, được không ạ? Và bài thơ này thì ban đầu có tên là Tây Tiến, ban đầu có tên gọi là Nhớ Tây Tiến, nhưng mà sau đó đến năm 1957 thì đã được đổi tên thành Tây Tiến. Bởi vì theo như bản thân nhà thơ Quang Dũng có chia sẻ thì chỉ cần nhắc tới Tây Tiến thôi là đã thấy nhớ rồi, là đã gợi nhắc về nỗi nhớ rồi. Vậy nên là cái từ nhớ ở đây á, nó là không cần thiết nữa. Vậy nên là đã bỏ cái từ nhớ đi, được chưa ạ? Thế thì Tây Tiến là một cái trường nhớ như thế nào, là một cái không gian mênh mông của nỗi nhớ như thế nào, thì đó sẽ là cái hành trình chúng ta cùng với nhau đi tìm hiểu về cái thi phẩm này các bạn nhé. Ok chưa ạ? Được không nào? Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nha. Thế thì chắc hẳn rằng bản thân các em cũng sẽ rất là băn khoăn về việc là Tây Tiến là gì, đúng không? Nếu như mà hiểu theo nghĩa thông thường thì các bạn cứ hiểu một cách đơn thuần thôi. Tây Tiến ở đây được hiểu là tiến về phía Tây, được không ạ? Nhưng mà bên cạnh cách hiểu đấy thì chúng ta còn thấy rằng là Tây Tiến thực chất là tên gọi của một binh đoàn. Và binh đoàn này thì được thành lập vào mùa xuân năm 1947. Có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào chống quân đội của thực dân Pháp bảo vệ vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc, được không ạ? Về lực lượng ở trong binh đoàn Tây Tiến thì chiến sĩ trong đoàn quân này phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó thì có nhiều học sinh, trong đó thì có nhiều sinh viên và trí thức, ví dụ như là nhà thơ Quang Dũng. Đó, ok chưa ạ? Địa bàn hoạt động thì rộng khắp, thuộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình và kéo sang đến cả miền Tây Thanh Hóa và thậm chí là Sầm Nứa của Lào nữa các bạn ạ. Có thể thấy là địa bàn hoạt động rất là rộng, đúng không? Và những người lính Tây Tiến ấy thì sống trong một cái hoàn cảnh sống rất là gian khổ, vô cùng thiếu thốn, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Thế nhưng mà vượt lên trên tất cả những điều đó thì họ vẫn sống rất lạc quan và dũng cảm. Thế thì chúng mình có thể thấy rằng là chắc chắn là trong bài thơ này các em đọc rồi, các em sẽ thấy là nó xuất hiện rất nhiều lần cái cụm từ Tây Tiến, đúng không? Thế nên thành ra là nếu như trong bất cứ một cái đoạn thơ nào mà có chữ Tây Tiến thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải làm cái công việc đầu tiên là chúng ta phải giải thích Tây Tiến là gì. Thì các em ơi, những cái thông tin về binh đoàn Tây Tiến này cũng sẽ là những cái thông tin để các bạn nắm bắt được tại vì sao mà những người lính Tây Tiến họ lại mang trong mình những cái vẻ đẹp riêng biệt như vậy. Và các em biết không, chỉ với bài thơ Tây Tiến thì nhà thơ Quang Dũng đã từng được nhận định rằng là ông ấy đứng riêng một ốc đảo biệt lập với những nhà thơ khác. Bởi vì cái vẻ đẹp của những người lính Tây Tiến là một cái vẻ đẹp rất là độc đáo, được không ạ? Rất là độc đáo. Và Quang Dũng đã phác họa được một cái vẻ đẹp độc đáo như vậy. Được chưa ạ? Chính bản thân Quang Dũng đã phác họa được một cái vẻ đẹp độc đáo và riêng biệt như vậy đó, chúng mình ạ. Thì đấy là về binh đoàn Tây Tiến nhá. Ở đây chị Yên cũng có chuẩn bị một cái video clip này, được không ạ? Nhưng mà thôi, chúng mình sẽ không xem nhá, được không? Thì về nội dung á, về bố cục phân tích ấy, đây là một cái phần nội dung cực kỳ là quan trọng luôn. Chắc chắn là bao giờ thì các bạn cũng sẽ quan tâm nhất tới tới cái gì ạ? Tới cái nội dung này. Đó chính là về bố cục phân tích. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng trước nhé. Các em ơi, các em đã thuộc bài thơ này chưa? Hay là các bạn đã từng bao giờ mở sách giáo khoa ra để có thể đọc lại bài thơ này chưa? Các em ơi, các em đã làm cái điều đó bao giờ chưa ạ? Các bạn đã làm cái điều đó bao giờ chưa ạ? À, chị thì chị sợ một điều rằng là sợ là chúng mình chưa có cả làm cái điều đó nữa, được không ạ? Chị thì chị rất là sợ rằng bản thân các bạn còn chưa làm được cái điều đó nữa. Ok chưa nào? Được không ạ?
Và các em ơi, một cái điều cực kỳ là quan trọng đó là chúng ta cần phải đọc bài thơ này. À, em đã thuộc rồi, rất là tốt. Ok, vậy thì sẽ cùng đọc lại với chị Hiên nhá. Các em ơi, chúng ta sẽ cùng đọc lại nào. Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, sài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp treo người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Doanh trại bừng lên hồi đuốc hoa, kìa em xiêm áo từ bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên trăn xây hồn thơ. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời danh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Người đi Tây Tiến không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi, ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi các bạn nhá. Thì đó chính là gì ạ? À, đó chính là nội dung gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đó chính là nội dung mà chúng ta cần phải đọc và ghi nhớ, tức là một cái bài thơ, tức là khi mà các bạn thuộc thơ thì bản thân các bạn sẽ trở thành chủ người chủ động hơn rất là nhiều. Vậy nên là chị cực kỳ khuyến khích là các bạn sẽ thuộc thơ các em nhé. Chị cực kỳ khuyến khích các bạn sẽ thuộc thơ. Thì ở đây chúng mình sẽ chú ý là bố cục phân tích này. Chị có đó là 14 câu thơ đầu. Hình ảnh người lính Tây Tiến gắn liền với thiên nhiên miền Tây và những chặng đường hành quân gian khổ. 8 câu thơ tiếp là hình ảnh người lính Tây Tiến trong kỷ niệm về một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo. 8 câu thơ tiếp là hình tượng người lính Tây Tiến mang trong mình vẻ đẹp, hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Và 4 câu thơ cuối đó chính là khúc Vĩ Thanh, được không ạ? Lời hẹn ước của những chiến binh Tây Tiến thuở ấy. Vậy thì các em có thể thấy rằng nếu như chúng ta nhìn vào bố cục phân tích, hay nói cách khác là bên cạnh đó là cái nội dung xuyên suốt của bài thơ này, thì các em có thấy điểm gì chung không ạ? À, điểm chung của chúng mình là bài thơ này thì đều đi phác họa về gì ạ? Đều đi phác họa về vẻ đẹp hình tượng người lính Tây Tiến. Các bạn nhá, vẻ đẹp hình tượng người lính Tây Tiến chúng mình ạ. Đó là người lính Tây Tiến trên đường hành quân, người lính Tây Tiến trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang. Hình ảnh người lính Tây Tiến khi được nhìn trực diện khi chiến đấu và cuối cùng là lời hẹn ước của những chiến binh Tây Tiến thuở ấy, đúng không ạ? Thế thì cái mẫu số chung, hay nói cách khác chính là cái một cái sợi dây xuyên suốt ở trong bài thơ này, bên cạnh những cái ký ức, những cái kỷ niệm, đúng không ạ? Dắt díu nhau quay trở về bầu bạn. Thì chúng ta còn thấy rằng là cái hình ảnh xuyên suốt trong bài thơ này đó chính là hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến thuở ấy. Và chúng ta có thể thấy rằng là hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến ở đây cứ mỗi cái phân đoạn lại mang những cái vẻ đẹp khác nhau mà tự chung lại thì chúng mình sẽ kết luận bằng các tính từ, đó chính là gì ạ? Đó chính là vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng chúng mình nhá. Ok chưa ạ? Được không nào? Thì về cái bố cục phân tích, chúng ta có thể là phân tích đây ạ, 14 câu thơ đầu tiên với một cái nội dung đó chính là gì ạ? Đó chính là nội dung đó là gì nhỉ? Hình ảnh người lính Tây Tiến trên cái chặng đường hành quân gian khổ, trên cái phông nền của thiên nhiên miền Tây. Được chưa ạ?
Thế thì các em ơi, đối với bài thơ Tây Tiến nói riêng và tất cả những bài thơ khác nói chung, khi chúng ta phân tích thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải bám thật là sát vào những yếu tố gì? Thứ nhất, vào những cái hình ảnh. Thứ hai, vào từ ngữ. Thứ ba, vào gieo vần, nhịp điệu. Thứ tư, thể thơ. Và thứ năm là chủ thể trữ tình. Thì đấy là những cái yếu tố rất quan trọng mà khi chúng ta phân tích thơ thì các bạn cần phải để ý. Mà nếu như các bạn đã để ý được những cái đó rồi thì chị nói thật, các em chẳng có sợ bài thơ nào hết. Vào bất cứ bài thơ nào thì các em cũng có thể đưa ra được một cái gì ạ? Đưa ra được một cái cách làm cực kỳ là phù hợp. Được không ạ? Rất là chi tiết và sắp xếp mọi thứ cực kỳ logic. Vậy nên là đó cũng sẽ là một cái cách mà để chị Hiên định hướng cho các bạn trong cái việc mà chúng ta cùng với nhau gì ạ, học và chia sẻ về kiến thức nền ở trong mỗi tác phẩm thơ các em nhé. Thì đối với bài thơ này cũng như vậy. Được chưa nào? À, được không ạ? À, được không nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Được không nào? Ok chưa ạ? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý này. Ví dụ đối với 14 câu thơ đầu. Hai câu thơ đầu tiên nhá, mình sẽ để ý đến sông Mã này, đến danh từ Tây Tiến này, đúng không ạ? Đến gieo từ ơi này, gieo vần ơi này, đến từ xa rồi này, đến điệp từ nhớ này, và đặc biệt là một cái nỗi nhớ được gọi là nỗi nhớ chơi vơi này. Thế thì bây giờ chị Hiên sẽ thử phân tích hai câu đầu này để các bạn sẽ áp dụng nó vào trong cái tiến trình mà các bạn phân tích bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng các bạn nhé. Thì ở đây chúng mình có thể thấy này, bắt đầu nhá, các em chú ý nghe chị Hiên phân tích này. Trước tiên là chị đã gạch chân những cái từ mà chúng ta cần phải phân tích rồi. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là ồ, thì ra là tôi phải phân tích hầu như là trong thơ, bởi vì đặc điểm của thơ ấy, thì bao giờ cũng là một cái sự ngắn gọn và cực kỳ cô đúc. Và chính vì cái điều đấy mà chúng ta có thể thấy là gì ạ? Chính bởi cái sự ngắn gọn và cô đúc của nó mà chúng ta có thể thấy rằng là gì? À, chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta sẽ hầu như là phải phân tích tất cả những cái từ ngữ xuất hiện ở trong cái câu thơ đó các bạn ạ. Chị lấy một cái ví dụ đơn giản là hai câu thơ đầu nhá. Trước tiên chúng ta sẽ phải phân tích sông Mã, Tây Tiến. Đây là hai danh từ riêng, đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ phải kết hợp cái thao tác là gì? Là giải thích. Ví dụ sông Mã, đúng không ạ? Sông Mã ở đây là gì nhỉ? À, sông Mã ở đây là gì hả các em? À, là một cái con sông biểu tượng cho thiên nhiên Tây Bắc. Thế nhưng đối với những người lính Tây Tiến thì sông Mã lại là cái dòng sông giống như là chứng nhân lịch sử, là cái người bạn đồng hành cùng với những chiến binh Tây Tiến trên những chặng đường hành quân gian khổ. Và bản thân nhà thơ Quang Dũng cũng đã bắt đầu tiếng thơ của mình với hình ảnh của một con sông. Có lẽ nó cũng là cái hình ảnh biểu trưng cho một cái cội nguồn của một cái dòng chảy. Và cái dòng chảy ở đây chính là dòng chảy của nỗi nhớ các em nhá. Ví dụ như thế, đấy, mỗi một từ sông Mã thôi. Phải không ạ? Mỗi một từ sông Mã thôi. Sau đó đến Tây Tiến thì chúng mình sẽ giải thích như phần ở phía trên chị có nêu cho các bạn á. Tây Tiến được hiểu là tiến về phía Tây. Thế nhưng mà thực chất thì Tây Tiến là tên gọi của một binh đoàn được thành lập vào mùa xuân năm 1947, với thành phần chủ yếu là sinh viên trí thức Hà Nội, phải không nào, mang trong mình một cái vẻ đẹp hào hoa và lãng mạn đấy, đúng không? Địa bàn hoạt động thì rất rộng, với một cái mục tiêu đó là kết hợp với bộ đội Lào đánh tiêu hao sinh lực địch và bảo vệ vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc. Trong những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp còn nhiều gian khổ, thì cái cuộc sống sinh hoạt và chiến đấu của những người lính Tây Tiến gặp phải rất nhiều những khó khăn, thế nhưng họ luôn giữ một cái tinh thần lạc quan tiến về phía trước, ví dụ như vậy. Đó, ok chưa? Và hai cái danh từ sông Mã và Tây Tiến được đặt giữa một cái động từ, mà động từ này lại được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ, đó là động từ xa rồi. Phải không ạ? Đó là động từ xa rồi, có nghĩa là đã xa rồi sông Mã, đã xa rồi Tây Tiến, giờ chỉ còn lại ở đây là một nỗi nhớ, là những kỷ niệm mà thôi, được không ạ? Thế xong bắt đầu mới nói rằng là gì ạ? Câu thơ đầu tiên là giống như là một cái tiếng gọi á. Tây Tiến ơi,
gọi về tất cả những cái gì thân thương, gọi về tất cả những cái gì gì ạ, là những cái kỷ niệm, là những cái ký ức chưa bao giờ, chưa một giây phút nào phai mờ trong tâm trí của nhà thơ Quang Dũng, đúng không ạ? Sau đó đến câu thơ thứ hai, từ nhớ được điệp lại hai lần. Nó không chỉ là cái cảm xúc chủ đạo của cái câu thơ này, mà nó còn bao hàm cảm xúc chủ đạo của cả đoạn thơ và cả bài thơ. Đó là gì ạ? Đó là nỗi nhớ. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái nhớ đầu tiên đó, đó là gì ạ? Nhớ về rừng núi, tức là nhớ về một cái không gian Tây Bắc rợn ngợp với núi đồi cao, và có lẽ cũng chính bởi là một cái không gian nỗi nhớ về thiên nhiên Tây Bắc như vậy, thế nên mới xuất hiện một cái mức độ của nỗi nhớ ở phía sau, đó là nhớ chơi vơi. Và cái nhớ chơi vơi này là một cái nhớ hoàn toàn phù hợp, giống như là khi mà chúng ta đứng ở một cái đỉnh của một cái ngọn núi nào đấy, giữa không gian thiên nhiên bao la và vô tận ấy, thì bao giờ chúng ta cũng có một cái cảm giác rất là chơi vơi, đúng không ạ? Thì cái nhớ chơi vơi ở đây nếu xét theo nghĩa thực nha, thì nó cực kỳ phù hợp với cái nhớ về rừng núi ở phía trước. Thế nhưng mà cũng có thể hiểu nhớ chơi vơi theo một cái nét nghĩa khác. Có lẽ là bởi vì bản thân nhà thơ Tây Tiến, bản thân nhà thơ, chị xin lỗi, bản thân nhà thơ Quang Dũng đang đứng giữa rất là nhiều những cái ký ức, đứng giữa rất là nhiều những cái kỷ niệm. Chính vì vậy mà nhà thơ Quang Dũng đang cảm thấy chơi vơi, chưa biết đi về nơi nào của nỗi nhớ, đi về nẻo nào của nỗi nhớ, niềm thương. Ở đây thì câu thơ được gieo vần gì ạ? Được hai câu thơ này được gieo vần ơi. Đây là một cái âm mở, nó gợi ra dường như là một cái sự vang vọng vào không gian, một cái tiếng gọi vang vọng vào không gian. Được không nào? Và tạo ra dư ba cho câu thơ đấy. Thì các bạn sẽ chú ý là đấy, phân tích là như thế và tiếp cận là như thế. Chúng ta chú ý tới các hình ảnh, chú ý tới từ ngữ, chú ý tới cảm xúc chủ đạo, chú ý tới chủ thể trữ tình, chú ý tới cái nội dung bao quát của cả bài thơ, hình tượng chủ đạo của bài thơ, chú ý tới cách gieo vần, chú ý tới thể thơ, và tất cả những cái đó sẽ giúp, chú ý tới các biện pháp tu từ, thì tất cả những cái đó sẽ giúp cho các bạn có thể làm sáng tỏ được về những cái nội dung kiến thức ở trong những cái tác phẩm thơ mà các bạn sẽ học sắp tới đây. Được không ạ? Các em ơi, rất là nhanh, vì bây giờ 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi. Và đó là cái thời gian mà chị sẽ dành cho các bạn mỗi ngày trong 3 buổi còn lại nữa để chúng mình cùng nhau tiếp cận. Thì cái mục tiêu ở trong cái chiến dịch này không phải là để chúng ta đi học tỉ mỉ từng chút về việc phân tích thơ, mà chúng ta biết cách và biết hướng để chúng ta tiếp cận. Vậy nên chị rất mong là các em cũng có thể dựa vào những cái gợi ý của chị Hiên để các em sẽ tìm ra được cái cách học và ôn tập kiến thức nền, tiếp cận, tiếp nhận kiến thức nền một cách tốt nhất chúng mình nhá. Ok chưa ạ? Các bạn đồng ý không nào? Ngày hôm nay các bạn có hiểu bài không ạ? Các bạn có cảm thấy là chị Hiên bị lan man, dài dòng phần nào không? Cũng cũng hơi lan man dài dòng phần đầu một chút xíu, nhưng mà cũng rất là mong các em sẽ thông cảm. Bởi vì là sao? Bởi vì hôm nay là buổi đầu tiên, vậy nên chị cũng muốn trao đổi và chia sẻ cùng với các em một cái thông điệp rằng là bản chất là gì ạ? Bản chất là tôi sẽ cần có một cái gì? Bản chất là tôi sẽ cần có một cái cảm xúc nó đầy đủ. Đó, đó cũng là cái điều mà chị hướng tới nữa. Thế nên thành ra là ngày hôm nay chị cũng trang bị cho các bạn khá là nhiều những cái cảm xúc để bản thân các em cũng tự các em cảm thấy tò mò về bài thơ này và muốn tìm hiểu về bài thơ này nữa. Và nếu như mà chị làm được điều đấy thì chị đã thành công rồi, đúng không ạ? Nhất trí không ạ? À các bạn ơi, lớp VIP của chị thì đã khai giảng rồi, và đến thứ sáu này thì sẽ có bài kiểm tra đầu khóa. Vậy nên nếu như các bạn 2K5 mà muốn đồng hành cùng với chị Hiên trong cả một cái hành trình sắp tới, chị xin lỗi, các bạn 2K6 nếu muốn đồng hành cùng với chị Hiên trong cả một tiến trình sắp tới, thì các em có thể nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để tìm hiểu về khóa học. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đăng ký các em nhé. Ok chưa ạ? Còn ngày hôm nay thì chắc là chị Hiên sẽ chỉ tạm thời dừng lại phần nội dung chia sẻ tại đây thôi. Hẹn gặp lại chúng mình vào buổi tối ngày mai với Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật vui vẻ nhé. Bye bye!
đồng hành cùng học văn chị Hiên trong khóa học văn VIP 2K6 để chinh phục 8+ trong mọi kỳ thi sắp tới các em nhé.